Rồi bây giờ là xin vui lòng đưa tiền vào khay. Tôi sẽ đưa hẳn 19 triệu này vào trong khay luôn. Rồi, rất là nhiều tiền đấy. Rồi đếm nào. Máy cái khay đã đóng lại rồi. Wow, tiền của quý khách đang được kiểm đếm. Vui lòng chờ trong giây lát. Wow. Hiện tại tôi đang đứng bên ngoài trụ ATM của ngân hàng MB. Thì bây giờ tôi sẽ tiến vào trong nha các bạn. Ok. Rồi chúng ta cùng tiến vào trong. Bây giờ mời các bạn xem qua cái trụ ATM của ngân hàng MB. Thì đây là một cái trụ ATM thông minh có ký hiệu là CAM ở đây. Máy trụ ATM này, máy tạo ATM này có chức năng nộp tiền nha các bạn. Đây này các bạn này, vừa nộp tiền trả tiền đây. Cái cửa này chúng ta có thể vừa nộp tiền và vừa rút được tiền ra. Đó. Thì bây giờ mời các bạn nhìn lên màn hình ở cái góc bên này. Đây là màn hình cảm ứng nha các bạn. Ở cái góc bên này có cái chữ, dòng chữ là giao dịch không dùng thẻ. Thì bây giờ mời các bạn ấn vào cái nút giao dịch không dùng thẻ. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái ngôn ngữ. Tôi sẽ chọn Việt Nam. Ở đây có cái loại giao dịch. Bây giờ tôi sẽ chọn loại giao dịch, đó là nộp tiền. Xin vui lòng nhập số tài khoản hoặc số thẻ. À, số tài khoản. Đây, số tài khoản của tôi đây. Các bạn có thể ấn bàn phím vật lý hoặc là bàn phím cảm ứng ở trên màn hình. Tôi sẽ nhập cái số tài khoản của tôi. Ok, tôi đã nhập xong cái số tài khoản của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ ấn vào xác nhận. Quý khách vui lòng nhập thông tin bổ sung. Tôi sẽ ấn tên tôi vào. Bây giờ tôi sẽ ấn xác nhận. Xin vui lòng nhập số căn cước công dân hoặc số chứng minh thư nhân dân. Xác nhận. Xin vui lòng đưa tiền vào khay. À, cái khay mở ra rồi nha các bạn. Cái khay mở ra rồi, bây giờ tôi sẽ khoan đã. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái số tiền trong tài khoản của tôi cho các bạn xem nha. Rồi. Đây nhá, số dư của tôi đang là 8.155.000 nha. Bây giờ tôi sẽ khoan đã, không kịp, chuẩn bị không kịp. Bây giờ tôi sẽ đóng lại rồi. À, máy hỏi là quý khách có muốn tiếp tục thực hiện giao dịch không? Tôi sẽ ấn có nha. Rồi, máy đã mở ra, cái khay của máy đã mở ra rồi. Thì bây giờ xin vui lòng đưa tiền vào khay. Thì ở đây tôi có 20 triệu. Thì để đề phòng bất chắc thì tôi sẽ đưa vào khay 1 triệu trước nha. Đây, tôi sẽ đưa vào 2 tờ trước nha các bạn. 2 tờ nha. Rồi. Wow, tiền của quý khách đang được kiểm đếm. Xin vui lòng chờ trong giây lát. Ồ, máy đã đếm được là 500 nhân với 2 tờ bằng 1 triệu. Thì tôi đã nạp 1 triệu, tôi sẽ nạp nốt cái 19 triệu này vào. Bởi vì tôi không muốn cầm quá nhiều tiền mặt. Rồi, bây giờ là xin vui lòng đưa tiền vào khay. Tôi sẽ đưa hẳn 19 triệu này vào trong khay luôn. Rồi, rất là nhiều tiền đấy. Rồi, đếm nào. Máy cái khay đã đóng lại rồi. Wow, tiền của quý khách đang được kiểm đếm. Vui lòng chờ trong giây lát. Wow, máy đếm lâu vậy. Tôi sẽ cất cái số tiền bị rơi ra này. Quý khách vui lòng nhận lại tiền do máy trả lại. Ô, có một tờ này không đủ. Tờ này bị dán băng dính các bạn ạ. Tờ này bị dán băng dính, máy không nhận. Vậy là 19.500.000 thì tôi sẽ cho một cái tờ 500 nguyên vẹn này vào. Tôi sẽ ấn nạp thêm. Tôi sẽ cho cái tờ 500 xịn này vào nhá. Cái tờ này lúc nãy bị dán băng dính là máy nhả ra này các bạn. Đấy, cái vết băng dính này các bạn này. Rồi,
Wow. Rồi, 500.000 nhân với 40 tờ bằng 20 triệu nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ ấn đồng ý để kết thúc giao dịch nha. À, đồng ý. Wow. Wow. Máy kêu quá dữ. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của MM. Ồ, máy trả hóa đơn luôn mà không cần hỏi này. Wow. Wow, có đã có cái thông báo của MB đây nha các bạn. Ồ, tiền đã cộng vào rồi nha các bạn. Đây nha. Tôi mở lại cho các bạn xem nha. 28.155.000 nha các bạn. Ok chưa? Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách nộp tiền vào trong tài khoản MB mà không cần tới ngân hàng, bởi vì hôm nay là chủ nhật. Đây, chủ nhật nha các bạn. Hôm nay là chủ nhật và bây giờ đang là buổi tối. Đây, chủ nhật đây. Và hiện tại đang là buổi tối cho nên là ngân hàng không có làm việc đâu nha. Chủ nhật cộng với buổi tối nữa thì chả có ai làm việc cả các bạn. Đó. Cái xu hướng chung sắp tới của thế giới và Việt Nam đó là thanh toán không tiền mặt. Đấy là một xu hướng trong tương lai. Thì chúc các bạn thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.